nay công ty Tân Đại Dương sẽ nói về ngành nông nghiệp giáo dục. Và ngành nông nghiệp giáo dục là hướng dẫn về sản xuất cây trồng, quản lý chăn nuôi, đất và bảo tồn nước và các khía cạnh khác nhau của nông nghiệp. Giáo dục nông nghiệp bao gồm các hướng dẫn trong giáo dục thực phẩm, chẳng hạn như là dinh dưỡng nông nghiệp và giáo dục thực phẩm, cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người bằng cách giúp nông dân gia tăng sản xuất, bảo tồn nguồn tài nguyên và cung cấp thực phẩm dinh dưỡng. Có 4 lĩnh vực chính trong cái ngành là giáo dục nông nghiệp, như là tiểu học nông nghiệp giáo dục, trung nông nghiệp giáo dục, trường đại học nông nghiệp giáo dục, giáo dục phổ thông trong nông nghiệp. Nông nghiệp tiểu học được giảng dạy trong các trường công lập, trường tư thục và các chương trình khuyến mãi với các chủ đề như là thế nào thực vật và động vật phát triển và đất trồng vật nuôi bảo tồn như thế nào. Dạy nghề nông nghiệp đào tạo người cho công việc trong các lĩnh vực như sản xuất, tiếp thị, bảo tồn, vân vân. Cao đẳng nông nghiệp liên quan đến việc đào tạo người để giảng dạy, tiến hành nghiên cứu hoặc cung cấp thông tin để thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp và khoa học thực phẩm theo những cách khác. Giáo dục phổ thông nông nghiệp thông báo cho công chúng về thực phẩm và nông nghiệp. Tại Hoa Kỳ, các nguồn chính của giáo dục nông nghiệp như là các trường trung học, cao đẳng công đồng, các trường đại học và cao đẳng, tổ chức thanh niên, vân vân. Và để biết thêm thông tin về ngành về giáo dục nông nghiệp thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới công ty tư vấn của Tân Đại Dương theo số là 0838484819 hoặc truy cập vào website tandaiduong.edu.vn.